Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua ác Verify cũng như màu hồng Quân Huy và kim cương cực VIP, đừng quên truy cập shopacng.com để mua ác nha anh em. Còn đường link thì mình sẽ để dưới phần mô tả video nha anh em ơi. Ayo, xin chào cả anh em đã quay trở lại với channel của mình đó. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay lại. Và ở đây thì mình sẽ có một số cái thông tin khá là thú vị cho anh em ạ. Ở đây thì mình sẽ review cho anh em ở cái sự kiện cũng như là những cái thông tin mới nha anh em. Thì ở cái thông tin mà mình muốn giới thiệu cho anh em đầu tiên đấy là ở một cái sự kiện mới, và ở trong cái sự kiện này thì anh em sẽ nhận được khá là nhiều phần quà cũng như là sự trở lại của ở cái vòng quay đánh chế tác này, và anh em cũng sẽ có thể được những cái phần quà free trong cái chuỗi sự kiện sinh nhật. Thì ở đây thì mình sẽ gộp lại những cái sự kiện cũng như là những cái gì mới ở trong những cái server nước ngoài cũng như là server Việt Nam, thì mình sẽ gộp lại thành một cái video và mình sẽ review cho anh em xem nhé. Rồi thì nói chung thì mình thấy là nếu mà về qua thì mình thấy là ở server Việt Nam thì có cách gọi là cách chơi cũng như là cách nhảy qua dễ nhất, mình thấy là cực kỳ dễ luôn em ạ. Rồi thì không dài dòng luyên thuyên nữa, đến với cái thông tin đầu tiên. Đến với cái thông tin đầu tiên thì mình nghĩ rằng anh em chắc hẳn chưa quên được cái bộ trang phục đá chế tác này, bởi vì đây là cái bộ trang phục mà mình đánh giá là nó khá là dị. Mình nghĩ là lúc mà mới ra thì mình thấy là nó cực kỳ dị luôn, bởi vì không hề giống ai cả. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn cực kỳ nhân luôn, bởi vì đây kiểu như là những cái nhân vật những cái bộ trang phục của robot. Và anh em cũng có thể thấy thì ở hai cái skin kia thì có một cái hiệu ứng đấy, hiệu ứng sấm chớp này, và những cái bộ trang phục dưới này thì kiểu như nó thường đấy, thấy không, rất là dị luôn. Kiểu như lúc mới ra ấy thì mình thấy là nó cực kỳ dị, và mình nói thật luôn, mình không muốn sở hữu những cái bộ trang phục này bởi vì kiểu dáng của nó khá là dị luôn đấy. Nếu mà anh em nào muốn sưu tầm các kiểu thì anh em có thể sở hữu lại nha em. Thì ở đây thì cũng sẽ có một cái sự kiện để anh em có thể nhận được cái bộ trang phục này. Ở đâu ta? Đây, chính là nó. Ở đây thì anh em có thể thấy thì anh em nạp 3000 kim cương thì anh em sẽ ở đây. Ui, 3000 kim cương đó ạ. Không phải là vừa đâu, 3000 kim cương thì mình nhớ không nhầm tầm khoảng 600k. Đi đến với cái khoảng 600k ấy thì anh em sẽ nhận được cái bộ trang phục này. Thì nói chung thì anh em nạp vào thì anh em cũng chả biết cái gì cả, kim cương của anh em còn nguyên. Ngoài ra thì anh em sẽ được tặng cái bộ trang phục hào quang điện ấy nữa, thì mình thấy là cũng được. Rồi, đây thì cũng sẽ có một số cái vật phẩm mới. Ở đây thì sẽ có một cái bộ trang phục mới này. Ở đây thì sẽ có một cái bộ trang phục tiểu tiên mới đấy ạ. Ở cái bộ trang phục này thì mình đánh giá là nó cũng khá là được, bởi vì mình cũng đã có test cho anh em rồi. Ở cái bộ trang phục này thì mình thấy là nó khá là ngầu luôn. Mình tâm đắc nhất là với cái bộ trang phục này. Ở đây thì anh em chỉ cần nạp 3000 kim cương, khá là ngon, và kiểu như anh em sẽ free luôn. Và đây sẽ là một cái sự kiện anh em có thể nhận được những cái phần quà này. Anh em quay, đấy anh em kiểu như quay với giá gọi là với cái mức trúng thưởng. Đấy, mức sale là 85% nha em, tối đa ấy thì 85%. Thì mình nghĩ là cũng được rồi, đòi hỏi làm gì nữa, mình thấy là những cái mức như thế nó cực kỳ cao rồi đấy ạ. Và ở đây thì mình có thấy là ở đây thì anh em có thể lấy những cái viên đá này để anh em đổi những cái viên đá mau tuyệt cho anh em, cũng như là em lấy những cái viên đá vàng này. Đấy thì anh em sẽ có thể đổi được cái bản vẽ này, nếu mà anh em kết hợp với cái đá chế tác thì anh em sẽ đổi được bản vẽ và ngược lại. Thì mình thấy là cũng khá là được ấy. Nói chung thì nếu mà anh em có thể sở hữu được những cái bộ trang phục ấy thì mình cũng được, bởi vì mình thấy là tựa game Vana này là đang gọi là tựa game Free Fire đang làm cho cái game nó càng ngày càng dễ hơn, mình thấy là như vậy. Bữa thì làm gì có cái vụ mà anh em có thể đổi được những cái mình đá ma thuật các kiểu, cũng như là mình đá chế tác các kiểu thì rất là khó luôn, hầu như không có. Và những cái bản vẽ thì anh em sẽ để phí lại đúng không, mình thấy như vậy, và hầu như là phí 100% luôn. Và ở đây là cái sự kiện ở server Việt Nam ở mức là 100k này, cũng như là 200k, 400k, 500k thì anh em sẽ nhận được lần lượt là ba lô và lượt cũng như hòm xác này, skin xe máy quang nộ, cũng như là một cái ở đây là cái gì ta. Mình nhớ không nhầm thì sẽ có cái kê ghi chiến thắng kia. Ở đây thì sẽ có hai cái bộ trang phục, bộ trang phục cuồng nộ cũng là ở cái bộ trang phục thỏ du hệt nha em. Đấy, kèm theo đấy là một cái viên đá 100 mảnh đá ma thuật. Đấy là có nghĩa là em sẽ nhận được một cái viên đá ma thuật đấy. Đấy thì em có thể đổi được những cái bộ trang phục trong shop đá ma thuật nha em.
cực kỳ ngon luôn. Mình thấy là nếu mà mình so sánh, đây không phải mình so sánh nhá, kiểu như mình ví dụ thôi, đây là mình thấy là ở server Việt Nam thì sẽ có những cái thành quả ngon rất là nhiều so với server Brazil. Thường thường thì mình thấy là ở server Brazil cũng như là Indo thì sẽ có những cái thành quả khá là dễ ăn, nhưng mà bây giờ có lẽ là mình sẽ thay đổi lại cái suy nghĩ của mình, bởi vì mình thấy là ở server Việt Nam thì cũng rất là dị luôn, nhận những cái phần thưởng khá là dễ dàng, cực kỳ dễ dàng. Và mình thấy ấy, thì nếu mà so sánh như thế thì có lẽ là mình vẫn thích server Việt Nam hơn, bởi vì ở đây thì em chỉ cần chia sẻ, còn ở server Brazil cũng như là Indo thì em phải nạp kim cương vào để em có thể nhận được những cái bộ trang phục này. Và ở đây thì mình sẽ review cho em ở cái bộ trang phục cuồng nộ này nhé em. Nói chung thì ở đây sẽ có một cái skin mặt lần đầu tiên. Đấy, lần đầu tiên là ở trong cái shop, ở trong cái tụ đồ nó có một cái skin mặt nhé. Đấy, thường thường thì sẽ có cái mũ này cũng như là cái kín khăn bịt mặt tôi hiện tại lại có cái skin mặt luôn. Và mình đánh giá cũng được, bởi vì trong cái phiên bản OB23 lúc mới cập nhật ra thì nó cũng đã có chứa một cái ô như vậy, và mình không biết là làm gì. Và bây giờ thì chắc chắn thì em đã có thể biết được cái tác dụng của nó như này. Và đây là một cái shop sale 85%. Thì đến cái shop này thì em sẽ có thể mua được những cái phần quà, những cái vật phẩm mà đã lâu rồi thì nó sẽ xuất hiện lại em. Và ở đây thì cái kết chơi như thế nào? Ở đây thì sẽ có 2, 4, 10. Đấy, sẽ có 10 cái trái bóng như em. Thì ở đây thì em hãy gọi là bắn vào những trái bóng như thế này. Và kèm theo đấy thì sẽ có một cái hành động, em sẽ nhận được những cái hành động này. Đấy, em chọn nha. Đây thì anh em có thể chọn những cái hoạt động như thế này. Đấy, đây là một cái hoạt động này. Và anh em có thể chọn thêm, đấy là ba lô này. Đấy, anh em thoải mái lựa chọn này, này hòm xác này. Và tiếp theo là pet. Vì vừa đây thì anh em nhấn vào thì nó sẽ là chọn cho anh em đấy bốn cái vật phẩm này. Ok, anh em nhấn ok vào cho mình. Thì ở đây thì nó sẽ kiểu như đăng nhập vào đây. Ở đây thì anh em sẽ nhận được free luôn. Anh em nhấn vào đăng nhập một ngày thì anh em sẽ nhận được một cái lượt quay nhá. Đấy, sẽ có 4 mức này, đấy, em thấy không? Rồi, thì ở đây thì em chơi một trận game này, chơi 3 trận game. Và cuối cùng là em chơi một trận game. Thì ở đây thì sẽ là cái sự kiện free, cho nên thì mình thấy là nó khá là ngon, cực kỳ dị luôn. Khá là ngon. Ở đây thì em chỉ cần chọn cái vật phẩm mà em yêu thích và em chỉ cần quay thôi. Đấy, nói chung thì ở chỗ cái sự kiện sinh nhật này thì mình thấy là khá là thú vị, bởi vì hầu như nó là free, cho nên thì ở cái server nào thì nó cũng có cái đặc điểm của server ấy em ạ. Cho nên thì mình không thể nào so sánh được. Rồi, hầu như là em sẽ nhận được 100% luôn nha em. 100% thì em sẽ nhận được qua. Rồi, tiếp theo là một cái sự kiện nữa và một cái bộ trang phục mới thì nó sẽ xuất hiện ở trong một cái shop nha em. Ở cái bộ trang phục qua Mộc Lan thì mình thấy là ở cái bộ trang phục qua Mộc Lan thì nó rất là đẹp, nhưng mà có rất là nhiều em gọi là chưa sở hữu. Bữa thì mình cực kỳ tiếc luôn. Bữa thì mình có quay ở cái bộ trang phục qua Mộc Lan ấy, thì mình mở đến cái cửa cuối cùng rồi thì có một mấy kim cương 1000 mấy ấy, thì mình nhớ cũng nhầm ngày mai mình đi mua kim cương mình gọi là nạp vào, nhưng không ngờ mình sáng dậy thì kiểu như mình không để ý cái thời gian của cái sự kiện, cho nên thì ngày mai nó mất luôn. Mình thấy là kỳ phí luôn em ạ, nó phí cực kỳ luôn, cho nên thì mình khá là tiếc. Cho nên thì bây giờ mình nghĩ là nó ra cái sự kiện như thế này thì nếu mà mình muốn chơi, mình muốn sở hữu là mình làm liền luôn, cho nên thì mình không thể nào mà gọi để như thế nữa. Và ở đây thì em sẽ nhận được một trong gọi là đây thì em quay em có thể nhận được cái skin tam giác cái kiểu ấy. Trong cái này thì cũng đã có xe ra ở server Việt Nam rồi. Và tiếp theo thì đây là một cái bộ trang phục mà mình nghe cũng khá là chất. Thì cái kiểu chơi của nó thì cũng như là anh em săn quỷ giật xoa vậy thôi. Rồi, ở đây thì sẽ có rất nhiều cái vật phẩm rất là giống cái kiểu như bộ chú ở cái mini game ấy. Ở cái gì ta? Ở cái cách để em thể nhận được cái bộ trang phục quỷ giật xoa thì bữa thì mình cũng đã có làm cho em rồi. Ở đây thì lúc đầu ấy thì kiểu như anh em sẽ quay trúng chắc chắn luôn, anh em quay trúng từ tới mức 3 rồi kiểu. Và anh em nạp vào thì nói chung thì đây cũng là một cái lập trình trên game thôi, cho nên thì mình không nói được nữa anh em. Thì lúc đầu ấy thì mình cũng có vào quay thì mình thấy rằng ở trong cái vòng quay thì nó khá là dễ ăn, vừa mới vòng đầu thôi. Đấy thì 45 kim cương mình không nhầm vậy thì mình đã nhận được 3 cái nấc rồi, còn 2 nấc nữa thì sẽ nhận được cái bộ trang phục quỷ giật xoa. Và mình không ngờ là ở 2000 kim cương tiếp theo mình quay không trùng luôn em ạ. Đấy, nhưng mà ở cái mức đầu tiên đấy là 45 kim cương thì mình lại quay trùng 3 nấc, còn 2 nấc cuối cùng
2.000 kim cương thì nó vẫn chưa ăn thua anh em ơi. Đây thì mình thấy là khá là mất niềm tin. Và không phải riêng mình, và mình thấy ai cũng như vậy, bởi vì mình cũng có hỏi nhiều người cực kỳ khám lọ luôn. Và tiếp theo, ở đây là một cái sự kiện sale 78%. Đấy, ở đây là một cái thông tin em. Tại ở cái thông tin này thì có lẽ là nó cũng sẽ ra mắt thôi. Thì mình thấy là nếu mà ở server Việt Nam có thể ra mắt những cái mini game cũng như là những cái sự kiện như thế này thì thấy cũng được. Thì đây là một cái bộ trang phục hoa mặc lan đỏ nha em. Thì ở đây thì sẽ có cái bộ trang phục nam cũng như là cái bộ trang phục nữ. Thì hầu như là mình thấy là hai cái bộ trang phục này có lẽ là hai cái bộ trang phục rất là nổi, bởi vì mình thấy là hầu như anh em rất là thích cái bộ trang phục hoa mặc lan này, đúng không? Riêng mình thì mình cũng thích, nhưng mà rất là tiếc ở bữa trước thì mình kiểu như để mình lạc mất em nó rồi anh em ạ. Rồi thì cảm ơn em rất là nhiều để xem kèm dân của mình. Nếu mà anh em nào thấy hay hãy cho mình subscribe đăng ký kênh cũng như like, vậy sẽ kèm dân của mình nha em. Ok, chúc anh em có một buổi sáng vui vẻ nha em ơi.